Vilai đó đây, cuộc sống xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là đường Lê Lợi các bạn, đường Lê Lợi đối với lại đường Nguyễn Huệ, khu phố đi bộ Nguyễn Huệ, phần văn hóa du lịch Lai Châu tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta vào đây chúng ta tìm hiểu.
chờ phiên sen hầu còn đến đây cũng mang rượu ngô lồi lõi cùng trong hành trình khám phá Lai Châu của chúng tôi ngày hôm nay, đó chính là xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ. Từ đây không ra với đường Nguyễn Khuyến ngoài này, hôm nay có một cái lễ hội giới thiệu về du lịch Lai Châu ở đường này. Và ngoài đường phố đi bộ Nguyễn Huệ này thì có tòa nhà, có ẩm thực các đặc biệt đó các bạn, ẩm thực Tây. Chúng ta dạo qua đây, bây giờ là 21 giờ. Chúng ta đi lang thang đây là tổng trường. Cái nào phổ biến ở phố đi bộ lắm. Yeah.
Cuối tuần nên là phố đi bộ rất vui các bạn, vừa có một phần khách Tây, khách ta đầy đủ.